những bạn người cá mới sẽ tập khởi động cùng với người cá cũ thì các bạn sẽ đứng lên. Rồi, những bạn người cá cũ có nhớ cái bài tập khởi động Love the Tree không? Yêu cây xanh không? Rồi, bây giờ Khoan, em đợi đi. Hả, nói đi. Thì sao? Là em không muốn bơi với bạn nào hết hả? Em phải kiếm Ninh chung với mấy người cá mới chứ. Em phải kiếm một bạn để cho Ninh cùng. Ờ, vô với bạn Ben đi. Có chứ. Yeah, quà, rồi bây giờ đứng lên tập bài khởi động Love the Tree này làm giống Teon nha. Cùng nâng tay lên cao, giơ hai tay. Rồi khép sát hai chân lại nha. Gập gối lại, hả miệng ra, hít hơi vào. Ngậm miệng lại. Nâng eo lên. Duỗi thẳng người ra. Vẫn còn nín thở đúng không? Rồi, thở ra bằng mũi. Luna, anh giao bạn người cá cái gì tô quân thôi. Anh giao bạn người cá Linh cho em nha Luna. Luna và Linh là một cặp. Em sẽ hướng dẫn cho bạn tập bài khởi động Love the Tree cho đúng cách nha. Rồi anh sẽ cho các em thi với nhau coi ai làm đúng nhất. Hai người đối diện nhau đi. Để tay lên nhau vậy nè. Đó đúng rồi, để hai tay chạm vô nhau. Rồi bắt đầu Love the Tree nè. 1, 2, 3. Đúng rồi. Co gói cùng một lúc luôn. Đúng rồi, co gói cùng một lúc luôn. Làm. Gặp lại đều nhau luôn. Đó. Đó. Còn em. Em đứng gần Teon, em không tập mà em tuột da đuôi của Teon xuống hả? Em lạnh quá hả? Đứng lên tập nhịn vô tay Teon. Em sợ mới quay. Rồi em sợ hả? Rồi gặp gối lại, hả miệng ra hít hơi vào. Gặp gối lại. Hả miệng ra hít hơi vào. Rồi nâng eo lên, duỗi thẳng người ra, thở ra bằng mũi, ngậm miệng lại, thở ra bằng mũi nhớ nha. Rồi tập đi. Ok. Bắt đầu thi chấm điểm. Anh sẽ chấm điểm đội này trước. Rồi em làm đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vội dữ giờ mấy cưng. Gặp có lại hạ miệng ra hít hơi vào. Giữ thẳng người ra thở ra bằng mũi. Rồi cho đội này 8 điểm. Rồi bắt đầu tiếp đội này. Hả miệng ra hít hơi vào. Nâng eo lên cùng một lúc. Rồi duỗi thẳng người ra thở ra bằng mũi. Nâng eo lên. Gập gối lại. Rồi nâng eo lên. Nâng cái mông lên nè. Đó. Được hơn rồi đó. Rồi cho đội này 8 điểm luôn. Luna và Linh bắt đầu 1, 2, 3. Wow. Hay dữ ha. Luna chỉ bạn tốt đó. Đúng rồi, bạn biết nâng cái eo lên, nâng cái mông lên vậy là tốt đó. Rồi cho 9 điểm. Rồi hai đội này làm đều luôn. À tốt. Tiếp. Tiếp. Rồi, tốt luôn, cho 9 điểm. Rồi, còn đội nào nữa? Rồi, hai em vô làm. Hai đứa con trai nhoi nhất đám. Trời. Nâng cái eo lên các bên. Nâng cái mông lên. Rồi, duỗi thẳng người ra. Rồi
Rồi, đội này làm không có đều lắm, anh sẽ cho 8 điểm.